Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin Vietnam Sport ngày 7 tháng 8 năm 2023. Trước khi đến với những thông tin chi tiết xuất hiện trong bản tin ngày hôm nay, đừng quên bấm subscribe ngay kênh YouTube Vietnam Sport News, nhớ bấm chuông để nhận được những thông tin mới nhất, những cập nhật liên tục của chúng tôi về bóng đá Việt Nam mỗi ngày. Sau đây sẽ là phần nội dung chi tiết thưa quý vị. Tin đồn, Thép Xanh Nam Định đàm phán với Văn Toàn. Thưa quý vị và các bạn, theo cập nhật từ nhiều nguồn tin khác nhau trong nước, câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định được cho là đã đạt thỏa thuận sơ bộ để chiêu mộ tiền đạo Nguyễn Văn Toàn với hợp đồng có thời hạn 3 năm. Văn Toàn sẽ về Việt Nam vào cuối tháng này để đàm phán một số chi tiết nhỏ còn lại cho hợp đồng trước khi đặt bút ký hợp đồng chính thức với câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định. Anh có thể sẽ gia nhập đội chủ sân Thiên Trường theo diện chuyển nhượng tự do do hợp đồng với Sơn Allen cũng chuẩn bị hết hạn. Văn Toàn là cầu thủ trưởng thành từ lứa 1 của Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal GMG cùng với những công phượng Xuân Trường hay Tuấn Anh. Anh được đưa lên chơi ở sân chơi V-League từ năm 2015, khi đó thì khoác áo U19 Việt Nam. Một năm sau thì anh cùng cao đội của mình có màn ra mắt trong áo đội tuyển Việt Nam. Văn Toàn hết hợp đồng với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vào cuối năm 2022 và quyết định không gia hạn. Nam Định khi đó cũng đã ngỏ lời và bày tỏ sự quan tâm, nhưng Văn Toàn đã lựa chọn sang Seoul Airlines do tôn trọng ông bầu Đào Nguyên Đức và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, không muốn chuyển thẳng sang một câu lạc bộ khác ở V-League. Tuy nhiên, Văn Toàn vào thời điểm hiện tại ở Hàn Quốc đã không thực sự gặp may mắn. Anh đã nhiều lần dính chấn thương trong một năm khoác áo Seoul Airlines. Tuy nhiên, anh cũng đã ra sân 10 trận, trong đó có 8 trận ở K-League 2 và để lại dấu ấn bằng sự năng nổ nhiệt huyết của mình ở trên sân. Hy vọng rằng nếu như quay trở lại V-League, Văn Toàn sẽ tìm lại được phong độ cao nhất của mình trong màu áo của Thép Xanh Nam Định và sau đó là màu áo của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Câu lạc bộ của Hà Nội hạ gục Hà Nội FC chiếm ngôi đầu bảng V-League. Thưa quý vị, đã từ rất lâu rồi, sân đẫy mới chật kín khán giả trong một trận đấu căng thẳng và có tính chất quyết định đến cuộc đua vô địch đến như vậy. Trận derby thủ đô vào tối ngày hôm qua mang ý nghĩa quá lớn khi hai đội bóng cách nhau chỉ một điểm và mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng muốn xem cầu thủ tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ thi đấu như thế nào khi đối đầu với đội bóng đã làm nên tên tuổi của anh, câu lạc bộ Hà Nội. Tuy nhiên, báo luyện của câu Hà Nội bất ngờ đã cất Quang Hải lên băng ghế dự bị. Đội bóng tân binh đã tạo ra thế trận lấn lướt trong những phút đầu và mở tỷ số ở ngay phút thứ 16. Tình huống đó, Rolfen Sanchez đã ngoặt bóng lừa cả trung vệ Duy Mạnh lẫn cả tiền vệ Zatovic ở bên phía cánh trái, rồi tạt cho đồng đội của mình đó là Gustavo Henrique đánh đầu cận thành. Tuy nhiên, Hà Nội FC cũng đã nhanh chóng lấy lại bản lĩnh của nhà đương kim vô địch, không thể đánh trực diện. Họ đã tìm được bàn gỡ hòa từ một tình huống bóng dài. Từ sân nhà thì Duy Mạnh đã phất lên cho Kai Hồng, người đã không chế bóng gọn gàng trước vòng cấm rồi truyền cho Zatovic đang băng lên bên phía cánh phải, sút cho góc đánh bại thủ thành Philip Nguyễn. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 1-1, một thế trận cực kỳ chói. Sang hiệp thi đấu thứ hai thì đội bóng ngành công an tiếp tục cho thấy họ rất khát khao để có được chiến thắng. Bàn thắng sớm đã đến khi một đòn ăn hậu đập nhà ăn ý với John Klee bên phía cánh trái rồi tạt vào vòng 50-50. Hậu vệ của câu lạc bộ Hà Nội bất ngờ trong khi Henrique đã băng vào từ sau để bóng cận thành lên tỷ số lên 2-1. Phút 60, Sanchez cũng có cơ hội ghi bàn thắng thứ ba nhưng cú tung bóng qua đầu thủ môn Tấn Trường lại ra ngoài. Hà Nội FC đương nhiên có quyền tiếc nuối khi mà Văn Quyết bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở phút 70. Kai Ông và Zatovic là người đã chuyền bóng vào đầu rất ăn ý, tạo cơ hội cho thủ quân đội khách dứt điểm cầu môn, nhưng cú đặt lòng đi chạch cột. Hà Nội FC cũng đã hai lần phản làm với trọng tài người Thái Lan, Song Kran đã đòi phạt đền nhưng đã bị từ chối. Phút 60, Đông Dũng băng vào vòng cấm và va chạm với Giác Tuấn Dương, nhưng ông Song Kran cho rằng hậu vệ của câu lạc bộ Hà Nội đã chiếm vị trí trước. Đến phút 83, Tuấn Hải bị Hồ Tuấn Tài đá vào chân trong vòng cấm, nhưng trọng tài cũng không cho rằng đó là lỗi dẫn tới phạt đền. Thua chung cuộc 1-2, câu lạc bộ Hà Nội dậm chân với 32 điểm, mất ngôi đầu vào tay của chính đối thủ của Hà Nội, đội bóng đã có 34 điểm. Ở vòng 6 diễn ra vào ngày 12 tháng 8, Hà Nội FC sẽ làm khách trước Thanh Hóa, trong khi câu lạc bộ Hà Nội gặp Viettel tại sân Động Hàng Đẫy. Thua công an Hà Nội, huấn luyện viên Hà Nội FC trách trọng tài Thái Lan. Tôi đặt nghi vấn về những tình huống có thể dẫn đến phạt đền và tình huống ở ngoài vòng cấm. Tôi không muốn đổ lỗi mà chỉ đặt ra những nghi vấn mà thôi. Đó là những chia sẻ của huấn luyện viên Barovic sau trận đấu giữa Hà Nội và câu lạc bộ Hà Nội. Đây là trận đấu mà VPF đã bố trí trọng tài người Thái Lan ông Song Kran cầm còi để có thể tạo ra được sự cân bằng cho trận đấu. Ông Song Kran đã có hai quyết định gây tranh cãi trong hiệp 2 khi không thổi cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội trong tình huống va chạm với Hùng Dũng và Tuấn Hải ở trong vòng cấm. Trong khi đó, trợ lý huấn luyện viên của câu lạc bộ Hà Nội, ông Abi Aziz đã nói: "Trọng tài là trọng tài, họ luôn đúng, bạn không thể đặt dấu hỏi được. Cuộc sống cũng vậy, có lúc may mắn, có lúc xui xẻo, bóng đá cũng như vậy. Ngày hôm nay may mắn đứng về phía chúng tôi." Dù nhắc đến những quyết định của trọng tài, nhưng huấn luyện viên Barovic cho rằng việc Hà Nội FC chơi không đủ tốt mới là nguyên nhân chính khiến họ thua trận trong trận đấu quan trọng này. Gục ngã trước Hải Phòng, Nam Định thua trận thứ 3 liên tiếp. Tối ngày 6 tháng 8, câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định hành quân đến sân động Lạch Tray làm khách của Hải Phòng, thuộc khuôn khổ vòng 5 giai đoạn 2 của V-League 2023. Sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đều nhập cuộc rất chủ động, nhưng đội chủ nhà Hải Phòng là đội tạo ra sức ép tấn công và áp đảo hơn. Phút thứ 17, nhận được truyền của Lương Hoàng Nam, Triệu Việt Hưng rót bóng như đạt vào trong hàng cấm cho Joseph Mbande bật cao đánh đầu, một tỷ số cho bóng đất cảng. Tiếp đạt thăng hoa, sau những nỗ lực tấn công, phút 26, Hoàng Nam dứt điểm chính xác về góc chéo không thành,
khiến cho câu lạc bộ Nam Định chứng kiến Hải Phòng nhận được cách biệt 2-0 sau tình huống này. Tình huống gây tiếc nuối nhất cho Nam Định đó là bàn thắng của Hoàng Minh Tuấn ở phút 32. Sau khi VAR kiểm tra thì trọng tài quyết định không có nhận bàn thắng cho đội khách do đã phạm lỗi. Diễn biến ở những phút đầu hiệp 2 cũng giống như hiệp thi đấu thứ nhất, Hải Phòng vẫn cho thấy sự lấn lướt hơn trên sân nhà trước bóng Thành Nam. Đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt dù đã chơi tự tin hơn, tạo ra một số cơ hội nguy hiểm về phía ông gỗ của Hải Phòng, nhưng thủ môn Đình Triệu vẫn thi đấu rất tập trung. Hết giờ thi đấu chính thức, Nam Định không thể có được bàn thắng rút ngắn tỷ số. Chung cuộc, trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 thuộc về Hải Phòng. Thanh Hóa, Viettel, bàn thắng vàng phút 90+2 tiếp tục đua vô địch. Với những quân bài tốt nhất hiện có, cả Thanh Hóa và Viettel đã lao vào trận đấu trên sân Thanh Hóa với quyết tâm cực kỳ cao. Những phút đầu tiên diễn ra rất sôi nổi và hấp dẫn, cả hai đội vẫn còn nguyên cơ hội đua vô địch. Thanh Hóa thì có hai lần uy hiếp khung thành của câu lạc bộ Viettel thông qua những cú dứt điểm từ ngoại binh Bruno Cunha, một từ pha đánh đầu và một là một cú dứt điểm từ xa. Cả hai lần thủ môn Phạm Văn Phong đều đã bay người hết tầm cứu thua cho đội khách trong sự tập trung cao độ. Đáp lại thì đội bóng quân đội cũng đã có được hai cơ hội ăn bàn rõ rệt. Tuy nhiên cả hai lần mà chân sút mạng số 19 này anh đều bỏ lỡ cơ hội. Hiệp một vì thế đã khép lại trong sự tiếc nuối của cổ động viên của hai đội khi bảng tỷ số vẫn hiển thị 2-0 nhưng là hai con số 0 chia đều cho mỗi đội. Sau giờ nghỉ thì Viettel là đội đã chủ động tấn công. Thế nhưng thời gian trôi đi, còn các cổ động viên đội khách dần trở nên sốt ruột. Cho đến phút thứ 90 tỷ số vẫn đang là không đều, nhưng phút 90+2, pha phối hợp giữa hai cầu thủ trẻ là Nhâm Mạnh Dũng và Nguyễn Thanh Bình đã đem về bàn thắng quý hơn kim cương cho bóng áo đỏ. Trong tình huống này thì Mạnh Dũng đã nỗ lực tranh cướp rồi thực hiện đường truyền kiến tạo cho Thanh Bình đánh đầu cận thành, hạ gục thủ môn Thanh Diệp. Bàn thắng ở phút 90+2 của Thanh Bình giúp cho Viettel ra về với 3 điểm trọn vẹn. Nhờ vậy, đội bóng quân đội vẫn tiếp tục cuộc đua vô địch tại V-League 2023. Bình Định, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, Phi Sơn lập siêu phẩm đánh bại Văn Lâm. Trên bảng xếp hạng V-League thì Bình Định và Hà Tĩnh đứng sát nhau, đội chủ nhà xếp cuối cùng của nhóm 8 đội đua vô địch với 20 điểm, trong khi đội khách Hà Tĩnh có 1 điểm nhiều hơn. Dù chưa chơi sân khách nhưng với ưu thế đầy đủ ngoại bình, Hà Tĩnh là đội đã nhập cuộc chủ động. Ngay phút thứ 6 từ tình huống dứt điểm hỏng ăn của Ngọc Thắng, Phi Sơn đã có pha xử lý ngẫu hứng tung người móc bóng cực kỳ đẳng cấp, hạ gục Đặng Văn Lâm mở tỷ số 1-0 cho đội bóng Hà Tĩnh. Sớm có thắng vượt lên dẫn trước nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại không duy trì được thế trận quá lâu. Phút thứ 15, Hà Đức Trinh đã bị Jasglesio cản phá trái phép trong vòng cấm, trọng tài cho Bình Định được hưởng quả penalty. Trên chấm phạt đền, tiền đạo mang số 9 thực hiện thành công, cuốn mình tỷ số 1-1 cho đội chủ nhà. Những diễn biến tiếp theo cho thấy cả hai đội vẫn chơi ăn miếng trả miếng và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Dù vậy, khoảng thời gian rất dài sau đó lại chứng kiến cơn hạn hán bàn thắng, tỷ số 1-1 được duy trì đến hết trận. Thứ hạng của hai đội về cơ bản không có nhiều thay đổi sau vòng đấu này. Vận động viên trẻ nhất lịch sử của Việt Nam tham gia giải thế giới. Thưa quý vị, Vũ Ngọc Nam, hay còn gọi là Nam Freestyle, sẽ là một trong các đại diện của Việt Nam tranh tài tại giải vô địch tâng bóng nghệ thuật thế giới Super Bowl 2023. Chúng tôi được biết trong xuyên suốt chiều dài của giải đấu, Vũ Ngọc Nam chính là vận động viên trẻ nhất trong lịch sử đại diện của Việt Nam góp mặt tại ngày hội tâng bóng nghệ thuật lớn nhất hành tinh. Vũ Ngọc Nam sinh năm 2002, đang là sinh viên năm 3 Học viện Báo chí Tuyên truyền và sẽ tham dự Super Bowl 2023 ở nội dung Routine, tức là biểu diễn tâng bóng một người. Vũ Ngọc Nam chính là nhà vô địch tâng bóng nghệ thuật Việt Nam do Red Bull tổ chức. Ở giải đấu thế giới đợt này thì cái tên kỳ cựu và thậm chí được xem là huyền thoại của tâng bóng Việt Nam Phát Freestyle sẽ góp mặt trong vai trò huấn luyện viên trưởng. Trên cương vị mới thì Nguyễn Ngọc Phát mong muốn sẽ mang đến nhiều sự đột biến cho phần trình diễn và thi đấu của Vũ Ngọc Nam. Ngoài Nam Freestyle, Việt Nam còn có hai đại diện khác cùng có mặt, đó chính là cặp đôi Tùng Ết và Đỗ Kim Phúc, khi cả hai sẽ tham dự nội dung Double Routine, biểu diễn tâng bóng đôi tại Super Bowl 2023. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Việt Nam Sport ngày hôm nay của chúng tôi. Trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của Việt Nam Sport News.